Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của HD Radio, mình là Nam. Hôm nay mình sẽ đến cho các bạn một siêu phẩm đến từ thương hiệu Marantz. Đó chính là chiếc AV Receiver SR8015, đỉnh cao của âm nhạc phim. Với các bạn, chần chờ gì nữa, bắt đầu thôi! Và đây là toàn bộ phụ kiện mình có sau khi đập hộp chiếc SR8015. Đầu tiên đó chính là sách hướng dẫn sử dụng nhanh và phiếu bảo hành chính hãng. Tiếp theo đó chính là những miếng dán label và anten wifi và bluetooth. Không thể thiếu trên những dòng âm nhạc xem phim đó chính là chiếc chân tripod để chúng ta có thể gắn mix setup Odyssey. Một chiếc điều khiển đi cùng một đôi pin. Và cuối cùng đó chính là một sợi cắp nguồn. Và đến với nhân vật chính của chúng ta, chiếc Omni Marantz SR8015. Đầu tiên về phần kích thước thì chiếc Omni của chúng ta có kích thước rộng, sâu và cao lần lượt là 17.7, 17.3 và 7.3 inch với mức trọng lượng là 17,5 kg. Và đến với phần thiết kế mặt trước của chiếc Omni Marantz SR8015, đầu tiên chúng ta bật nguồn của Omni lên thì chúng ta có thể thấy phần màn hình hiển thị đơn giản ở đây thể hiện về ngõ vào cũng như là âm lượng với một phần đèn viền ở xung quanh cái màn hình rất là đẹp cùng logo Marantz dập nổi. Tiếp theo đó chính là phần chọn nguồn vào và lúm điều chỉnh volume. Ở trên mặt của chiếc Marantz SR8015 thì có những tấm label thể hiện về các công nghệ của âm ly được tích hợp. Ở trên mặt của chiếc SR8015, nhà sản xuất có những tấm label thể hiện những công nghệ tiêu biểu của SR8015 như là Dolby Atmos, IMAX Entrain, DTS:X và DTS:X Pro, Euro 3D, vân vân và vân vân. Ngoài ra các công nghệ tiêu biểu thì ở trên SR8015 có các công nghệ đời cao nhất bây giờ, đó chính là công nghệ stream nhạc số Spotify, hỗ trợ trợ lý ảo Google Assistant cũng như là Amazon Alexa. Đặc biệt trên những chiếc âm ly của Marantz và Dlong đều được tích hợp ở phần mềm HiOS của đặc quyền của hãng. Ngay sau khi mà các bạn mở cái lắp của phía mặt trước của SR8015 thì đấy có rất nhiều các phím điều khiển về phần chức năng của âm ly, và đặc biệt thì các bạn có thể thấy ở đây có một cổng HDMI in 4K HDCP 2.3 để các bạn có thể kết nối các thiết bị ngoại vi một cách dễ dàng hơn mà không cần phải ra đằng sau. Tiếp theo đó chính là một phần màn hình hiển thị chi tiết các thông số kết hợp với phần màn hình hiển thị tối giản ở phía bên trên. Vâng, và đến với mặt sau của chiếc SR8015, các bạn sẽ bị choáng ngợp bởi các giác kết nối cũng như là phần cầu loa của chiếc âm ly này. Đầu tiên đó chính là các bạn có thể thấy hai phần anten đối xứng, một cho wifi và một cho bluetooth. Tiếp theo đó chính là một cổng network để chúng ta có thể cắm dây mạng LAN. Và trên chiếc Omni SR8015 có tới 8 cổng HDMI in, và một cho đằng trước và 7 cho đằng sau. Ở đây thì các bạn có thể thấy 6 cổng HDMI in với chuẩn là 4K HDCP 2.3. Và đặc biệt trên SR8015 có một cổng 8K in dành cho những thiết bị PS5 hoặc là Xbox Series X. Trên SR8015 thì có tới 3 cổng out, HDMI out, một cho vùng zone 2, hai chiếc monitor 1 và 2 dành cho máy chiếu cũng như là TV, hỗ trợ ở đây là ARC và IRC. Ở phía phần kết nối dạng analog thì đầu tiên đó chính là các phần audio in tương ứng với 6 kênh HDMI in. Tiếp theo đó chính là âm thanh 7.1 in dành cho các loa front center, subwoofer vân vân, và hai vùng zone 2 và zone 3 in. Đặc biệt ở trên SR8015 thì có hỗ trợ tất cả 13.2
kênh pre-amp cho tất cả các loa để chúng ta có thể kết nối tới cục đẩy và ra loa một cách dễ dàng hơn. Tiếp theo đó ở đây có chúng ta có thể thấy phần video in, video out và common video in và common video out. Bên cạnh đó chính là phần cắm dây nguồn AC in. Ở đây chúng ta có là AC in là 220V ở những hộ gia đình mà chúng ta có thể cắm vào dễ dàng. Đặc biệt ở trên SR8015 thì hỗ trợ cả đầu đọc đĩa than. Chúng ta có thể thấy ở đây là follow audio in và có cả chân cắm tiếp đĩa. Ngoài ra trên SR8015 thì các bạn có thể thấy các cổng DCR, flasher, remote control để chúng ta có thể điều khiển được chiếc âm ly SR8015 thông qua các thiết bị khác, hoặc chúng ta có thể dùng SR8015 để điều khiển ngược lại các thiết bị khác. Ở đây thì có cổng RS232C để chúng ta có thể liên quan đến phần kỹ thuật thì các bạn mua hàng cũng không cần quan trọng về cái cổng này lắm. Tiếp theo đó chính là phần Digital Audio In. Ở đây thì có hai cổng quang học và hai cổng coaxial để cho các bạn có thể thích về phần âm thanh số. Và đặc biệt điểm nhấn của chiếc SR8015 ở phần mặt sau đó chính là 13 kênh loa. Các bạn có thể thấy gắn sẵn các tấm label ở đây để chúng ta có phân biệt và cắm cầu loa một cách dễ dàng hơn. Và ngay sau đây mình sẽ test khả năng chiếu phim ở trên chiếc âm ly Marantz SR8015 và sử dụng máy chiếu là của Optoma có mã là UHD 50X. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Chiếc âm ly SR8015 theo ý kiến cá nhân mình đánh giá đây là một chiếc âm ly vô cùng là tuyệt vời bởi công nghệ 8K đến từ tương lai. Nó giống như một chiếc rạp chiếu phim tại gia, mini tại gia. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm hãy ghé thăm các showroom của HD Radio tại miền Bắc và miền Nam.
hoặc gọi tới số hotline 1800 0042 để được các nhân viên tư vấn bán hàng hỗ trợ. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like và phần subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.